Dạ. Hôm nay sao quay tôi lên đẹp quá trời quay tôi trời. Nè nè. Bây giờ đi vòng vòng chứ hôm nay mới xây lại tới đây. Anh kiếm cho nó anh thở kiếm ông nào được chưa? Nghe yêu cầu đi, nghe yêu cầu đi. Rồi sau khi chúng ta phở xong lúc nãy trời mưa rồi phải đi về nhà rồi mới quay trở lại cái chợ nhỏ này. Giờ dẫn các anh chị các bạn đi chợ chơi nha. Bạn đồng nhỏ nó đi chợ mua phao để bơi. Bơi đâu đồng? Đây là hẻm 393. Hẻm số 3. Đầu hẻm có cái nhà này ngày xưa làm giặt ủi nè. Rồi sau này bán cà phê rồi. Thôi đi hẻm kia, hẻm này đang làm đất đá tùm lum rồi. À, khu đó người ta đang xây nhà. Đây nè. Ơ đây. Ừ. Bữa học rồi quên. À, mình đi vòng qua hẻm số 4 nha. Bởi hẻm đó có nhà đang xây nên đất đá bừa ra hẻm, mình không đi được. Đây là nhà hàng đen năm xưa nè. Bây giờ không biết thế nào mà lại bỏ quen. Lâu lắm mình thấy cái chữ Underground Parking. Underground Parking. Tuyển dụng nhân viên bảo trì 5 triệu đến 7 triệu. Rồi, bảo còn cũng còn có người ở trong cái nhà hàng đó nữa. Đây chúng ta đi vô hẻm số 4 nha. Ở nhà hàng cũng có người ở trong á, chắc cũng có người giữ nhà, tuyển người làm 5 triệu tới 7 triệu hả? Trong ở phòng vậy à? Ừ, 5 triệu 7 triệu vô đó ngủ. Thẳng hẻm này chúng ta có cái chùa này. Chùa gì? Đi bên đây cho nó mát. Đây quán cơm, ô quán nhà hàng ngon, yến xào đăng tải. Trong đây có mấy quán cơm bình dân. Quán cơm bình dân bán 25.000. 25.000 thôi. Hôm trước em có review cho các anh chị các bạn xem rồi đó. Hồi xưa hẻm này nổi tiếng là hẻm ốc mà. Hẻm ốc ở quận nhất mà. Nhưng mà bây giờ ốc ít rồi, đâu còn quán ốc nhiều đâu. Mấy cái quán ốc hồi xưa giờ thành quán nhiều món rồi. Giờ quán ốc giờ tập trung qua bên phố ốc quận 4. Buổi sáng hẻm mát mẻ, tiếng chim kêu, chim hót điếu lò. Xin vô xe kìa. Wow. Gì chơi nhà cái đóng rồi. Có lẽ chỗ ăn phở nãy đi vô cái là tới rồi, nhưng mà phải đi về nhà rồi mới qua đây nên thành ra đi một vòng hơi xa. À, mình vô đây là hẻm TK40 nè. Đây có nhà bự quá. À,
Bây giờ nhà trong hẻm rất là đắt. Nhà này cũng mới xây, chắc là lẽ mới bán. Nhà này phải tầm 20 tỷ. Con kia cái ghế quẹo được, đi lẹ quá. Nó xây chưa xong đó chứ, tốt ngại gì. Rồi quẹo vô. Ở trong này cũng có nhiều nhà nghỉ lắm, nhiều phòng trọ. Nhà đây rộng, nhà dài nữa, tầm mấy mét không, 20 mét không. Không phải đó, mình qua đây là chợ nè. Đây là TK38 đó. Bánh TK38 này thì bán quần áo. Giọng ngắn đây chị ơi. Chị áo đẹp, chị chống nắng, chị vào kéo quá xa rồi. Qua đây là TK29 nè. Mấy hẻm này nhà dài không à? Thấy cái tầm 7 tỷ tới 10 tỷ mấy có giá ở mới có cửa lại hỏi được. Mình qua đây là TK mấy này, TK30, một bên 30 một bên 28 à. Bạn Đồng đi mua gì đây bạn Đồng? Hả? Cái bí không có hột luôn. Bí đặc ruột luôn. Bào ngư gì 5 ngàn hả? Bào ngư gì 5 ngàn nha? Tưởng đâu là bào ngư 5 ngàn. À, trái cây, cam, trái lê, chè chuối. Có lại mưa đâu bán. Hôm nay mà mưa là chạy. Nãy tưởng đâu mưa chứ bây giờ nắng lên đẹp rồi. Cảm ơn chị. Bây giờ đi vòng vòng, hôm nay mới quay lại. Chính mới gặp em mà đặng hỗ trợ anh thì mình thì chết mẹ rồi. Chờ. Ở đây nè. Anh nhà này nè. Trời ơi, anh bị sơ gan có 3 tháng em. Trời. Nay thấy mập ra ta. Mập ra. Bởi ăn quán này quán kia nay mới xây vòng tới quán này. Trời ơi, vòng nhẹ hôm nay bắt mẹ ẩm vậy đi đi chứ. Mua cái khăn đi. Lâu quá, dẫn đi lâu quá. Cái mấy khăn nhỏ nhỏ. Khăn lên mặt hết chứ. Dạ. Nhỏ nhỏ cỡ này vừa vừa đó. Lớn một tí. Lớn một tí là chị lấy cho mẹ nó nè. Đây. Này được không? Dạ được. Xúc rút nước vậy đó. Cái màu xanh đi. Xanh đi. Rồi. Trời ơi, nên mới thấy mặt ta cần, lúc ta cần thì không thấy.
Vậy đó hả? Trời. Ủa, nhà đó không có ai hả? Ảnh không vợ không con. Mẹ thì chết trước năm mấy cho ảnh. Mới có phát hiện 3 tháng là chết ngắt. Vậy hả? Thư gan thời cuối. Trời. Mà bữa em có nói là ai cần. Nói chung cũng không có còn nhiều. Còn có 100 mà. Thôi cho một chục, ấy một triệu, 2 triệu cũng là cái tình. Ủa, này nhiêu? Này nhiêu tiền? Này 10 ngàn. À. Cái tình. Dạ. Cái chạy giúp được gì giúp, nhưng mà giờ đâu còn ai đâu hả? À, bây giờ có chị chỉ em một chỗ, cái bà đó đó. Cái bà ngay góc có chủ biết hẻm 35 không? Bà lớn tuổi hả? Ờ, à, đúng rồi. Bà bị bệnh dữ lắm nay, bà cần. Ờ, là má của chị bán dừa hả? Không phải. Cái bà bán cà phê nước ngọt ngay cái góc mà chỗ hẻm 35, mà chỗ biết em biết hẻm phở 35 em biết không? À. Quẹo cua lại đây nè, cái hẻm phở nó nằm ngay đây phải không? Em quẹo cua lại đây, bà nằm, bà ngồi ngoài, bà mặt bà ở ngoài đường. À. Em giúp đỡ bà đó, chị thấy cũng đang ngập nhiều. À, hẻm 35 hả? Ừ. Em cứ chọn thẳng thôi. Cái hẻm 35 là cái hẻm bán phở ngay chỗ nhà thờ, quẹo cua đây là nhà thờ. À. Còn cái hẻm bả nè. À rồi, biết hẻm 35 rồi. Rồi. Hẻm bả đó ha, xong rồi cua xuống nữa. Cua xuống. Ờ, là bả nằm ngay góc. Đi vô. À, giờ đi vô hẻm phở hả? Đúng. Là kế bên quán phở hay sao? Không, bả hẻm dưới này nữa. Hỏi bà được, hỏi bà được. À, bà được ha. Để bữa nào em hỏi. Hả? Hôm nay sao quay tôi lên đẹp quá trời, quay tôi trời. Quay giờ đi vòng vòng chứ, hôm nay mới xây lại tới đây. Anh kiếm cho nó. Ờ, kiếm ông nào được chưa? Gây yêu cầu đi. Anh đang sắp ông. Chắc ở giáo. Ở giáo hả? Thái Lan hả? Ừ, quay lên. Thôi lấy em phần sếp đi. Em quay rồi quay lên. À, trưa ăn. Chúng quay lên. Wow. À, nó quay, bảo quay thiệt. Ai? À, quần áo. Ủa, phải đọc luôn rồi, phải đọc mới rồi, mới nghe. Dạ, cảm ơn cô. Đây. Rồi mà. Từ đồng quốc dép hả? Xà bông mắc kiến kìa, 10 ngàn một cái, ôi 100 ngàn một cái. Rồi chúng ta ra đây. Đây là phải nè. Em nào ra cũng được. Rồi một số hình ảnh ở trong chợ nhỏ cầu kho gửi đến anh chị và các bạn. Lâu lắm chúng ta mới vòng lại cái chợ này ha. Gặp mấy chị cũng vui. À, mình ra đây là hẻm 39 nè. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các chị bạn trong những video tiếp theo nha.